Kẹo Mentos bất ngờ. Ba, ba uống nước ngọt không? Ừ, được chứ. Cạn ly nào con trai. Hả? Ô không. Ba biết tổng rồi nhóc con à. Bình hòa nha ba. Bắt tay. Ủa, cái gì đây? Ba hiểu rồi. Giải thưởng người ba tốt nhất thế giới. Con muốn có ba mẹ khác sao? Đi nào. Chủ đề của buổi học hôm nay là chăm sóc trẻ em. Chúng ta sẽ học cách quấn em bé. Ê Steve, vòng tay tình bạn nè. Wow, tặng bạn một cái nè Suzy. Ồ, dễ thương quá. Các em à, các em có nhiệm vụ mới đây. Thay vì dùng em bé bằng nhựa, các em sẽ chăm sóc cho con trai thầy nha. Chọn vị trí đi. Mình là ba, còn mình là mẹ. Làm cuốn. Thật đó hả? Xin lỗi nha, có vị trí khác cho em đây nè. Làm bác tốt hơn làm cuốn nhiều. Vậy bắt đầu nha. Được rồi, mình sẽ rời khỏi gia đình này. Ha ha ha. Quần của bạn kìa. Ba à, tiếp theo tới lượt ba đó. Keo siêu dính của con tới nè. Tụi mình làm gì với đứa bé này bây giờ? Nhỏ thôi, nó đang nghe đó. Xin chào. Nói đây nè. Được rồi nhóc con, ở yên trong tủ và suy nghĩ về những việc sai trái con đã làm đi. Steve, bạn đang làm gì vậy? Con quên ba lô nè. Được rồi. Kế hoạch hay đó, đồ thất bại. Khoan đã, vậy thì ai ở trong tủ đồ? Mọi người, Suzy, thả mình ra đi, ngay lập tức. Xin lỗi nha Suzy, nhóm khó ưa đó lại chơi chúng ta một vố. Mãi là bạn thân, chúng ta là một đội. Sẵn sàng cho một trò đùa nữa đi. Lần này nó định làm gì nữa? Ô không, chân của mình. Trò băng dính thật thâm độc. Bên dưới bàn có gì? Con xây hẳn một căn phòng bí mật dưới đây hả? Học sinh à, chúng ta sẽ luyện tập kỹ năng quan sát nha. Lớp đã đến đủ chưa? Ghi chủ đề vào vở. Hả? Chỗ này trước có một em nam ngồi mà. Bây giờ thành con cuốn nữa. Sao có thể? Paul trở lại. Đủ rồi. Thầy từ chối làm việc cùng đám học sinh này mãi mãi. Mình sẽ hack dữ liệu hệ thống thư viện để mượn sách không bao giờ phải trả. Chuyện gì vậy ta? Ô không, ai đó? Xin chào. Làm bác hết hồn à. Bác có thể chỉ con cách hack trang web nếu con muốn. Đừng chạm vào. Tránh ra đi. Chán quá. Trời, con đã làm gì thế này? Xóa hết lệnh của bác rồi nè. Tạm biệt bác. Chúng ta có gì đây? Ảnh riêng tư hả? Thú vị đó ha. Bạn thấy không? Hô đó. Chúng ta đã có toàn bộ thông tin mật của bạn ấy. Cái gì? Bạn lấy cái đó ở đâu ra? Không phải mình đâu. Nè. Mình đã nghĩ ra một trò đùa mới. Bây giờ cố mà tìm ra tủ đồ nào là của ai đi nha. Chuyện gì thế này? Chìa khóa không dùng được. Nè các bạn ơi, tủ của mình ở đâu? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Thằng nhóc này bị sao vậy? Đáng sợ quá. Bạn lên bắt chuyện đi. Không, bạn đi đi. Mình sợ. Ồ, Suzy. Chào các bạn nha. Ồ, nhìn Thi kìa. Nó đang chơi đồ chơi. Chờ chút. Trời ơi. Đi mà. Không, đừng bỏ mình lại với nó. Chào con. Các bạn à, đi đâu vậy hả? Chúng ta làm gì bây giờ?
họ đang làm gì vậy ta? Âm nhạc, mau lại coi xem sao. Họ đang quay TikTok kìa. Thôi đi Po, giúp con đi mà. Không đâu, thân ai nấy lo nha. Chúc con may mắn. Thôi quá đủ rồi. Thi, chơi game không nè? Không hả? Hay Slam? Cũng không luôn. Vậy thì truyện tranh ha. Ai cũng thích mà. Trò chơi hay quá vậy. Mình có một ý tưởng này. Chúng ta đang ở trong một trò chơi. Chán quá đi. Mẹ chưa từng được ngồi tàu vũ trụ. Ok, con sẽ đi thám hiểm. Thời gian là một tiếng. Bắt đầu tính giờ nha. Chúc con may mắn. Ủa, ai đó? Đi theo con, nhanh lên. Có chơi hay là không đây? Chúng ta đã sẵn sàng cất cánh. Thích quá đi. Phải, chúc mọi người bay an toàn. Giờ mới thú vị nè. Em đang làm gì đó? Đừng phun nước mà. Sao anh ta nhiều chuyện vậy? Chán quá đi mất. Mọi người, nhanh lên, chuẩn bị đi. Anh à, chắc chưa đó. Em cũng có vũ khí nha. Tạm biệt kẻ mạo danh. Xong rồi. Nhanh vậy sao? Mới một phút thôi mà. Thật kỳ lạ. Steve. Ô không. Chuyện gì vậy? Mấy em gái này làm cho con cứng họng luôn rồi hả? Được rồi, ba sẽ chỉ con cách tán gái là như thế nào nha. Chào các em, khỏe không? Chào Steve. Các em thật dễ thương. Hẹn gặp lại ha. Sao rồi chú ngựa non? Hiểu cách chưa? Chỉ cần là chính mình là được. Con lên đi. Xin chào. Dễ thương quá. Đáng yêu ghê. Nhìn cặp má nè. Đúng là em bé thiên thần mà. Không việc gì phải buồn cả. Con chỉ cần tập luyện thôi. Luyện cho ra vẻ ngoài nam tính. Chào các em. Chào Steve. Cô gái đằng kia đang đợi con đó. Chào em. Em khỏe không? Anh dễ thương quá. Steve, con làm được rồi. Giỏi lắm. Ba tin là con làm được mà. Tiền của em. Hãy cứ vậy phát huy nha. Steve, như vậy là sao? Không có lần sau đâu. Cái gì đó? Đồ thất bại. Tin nhắn từ ba mẹ của mình. Họ sắp về rồi. Nè các bạn à, nó đang buồn kìa. Lại hỏi xem chuyện gì đi. Thì sao vậy hả? Ba mẹ em đang về nhà rồi. Em đã chơi rất vui với mọi người. Tụi này không bỏ em đâu. Em trai, em đã là một phần trong nhóm rồi đó. Đây nè, đeo nó lên đi. Mãi là bạn thân. Và bây giờ hãy bày trò chơi nào. Nhanh lên Suzy. Thầy hiệu trưởng đang tới. Chuồn mau. Văn phòng thân yêu. Cái gì đây? Chỉ là chiếc túi xì hơi. Bộ xương người. Slam. Ghê quá đi. Thành công rồi. Chúng ta là một đội. Các bạn ơi, các bạn muốn biết cách nâng cấp căn phòng của mình không nào?
hãy xem video trang trí phòng kỳ lạ của tụi mình nha.